Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật vui khỏe và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Khi xem, quý vị nhớ cho like, chia sẻ và đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận thông báo mà chúng tôi đang cập nhật tới tất cả quý vị hàng ngày. Vâng, và sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung trong ngày hôm nay. Nữ danh ca Việt đình đám từng trải qua hai cuộc hôn nhân, hiện sống hạnh phúc bên chồng kém 13 tuổi, U75, vẫn hôn nhau mỗi ngày. Danh ca Khánh Hà sinh năm 1952 tại Đà Lạt, nhưng gia đình chủ yếu sống ở Sài Gòn. Nữ danh ca sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với cha là nhạc sĩ Lữ Liên cùng 6 anh chị em đều theo nghiệp ca hát, gồm Tuấn Ngọc, Bích Chiêu, Anh Tú, Thúy Anh, Lan Anh và Lưu Bích. Khánh Hà bắt đầu sự nghiệp ca hát khi mới 16 tuổi. Năm 1972, bà cùng một số anh chị em thành lập ban nhạc. 3 năm sau đó, Khánh Hà sang Mỹ định cư. Thời gian đầu ở hải ngoại, Khánh Hà thường xuyên biểu diễn với thể loại nhạc Pháp, Anh. Đến năm 1980, nữ ca sĩ mới trở lại với nhạc Việt với sự ra đời của ban nhạc Gọi Giấc Mưa Xưa và dần được khán giả hải ngoại yêu mến. Khánh Hà tạo dựng ấn tượng không chỉ bởi giọng hát sang trọng, quyến rũ mà còn bởi phong cách thời trang gợi cảm và có khả năng vũ đạo bốc lửa. Về cuộc sống đời tư, Khánh Hà yêu sớm và kết hôn sớm. Năm 18 tuổi, Khánh Hà lấy chồng dù gia đình phản đối. Cuộc hôn nhân đó cuối cùng cũng chỉ kéo dài được một năm là chấm dứt. Nữ danh ca từng chia sẻ việc chị quyết định ôm con ra nước ngoài định cư giống như một cuộc chạy trốn vì hôn nhân đổ vỡ. Mãi sau này, nhờ âm nhạc, Khánh Hà mới có thể nguôi ngoai đi cùng bi kịch riêng trong lòng của mình. Trong suốt nhiều năm sau đó, Khánh Hà sống một mình cùng con. Khánh Hà thường phải nhờ anh trai là ca sĩ Anh Tú trông con hộ mỗi khi đi hát. Bản thân chị cũng không còn nghĩ gì đến việc bắt đầu yêu lại một người đàn ông nào đó. Dù vệ tinh xung quanh rất nhiều, thế nhưng có lẽ vì định mệnh, năm 1990, Khánh Hà được nam ca sĩ người Mỹ gốc Việt là Tô Chấn Phong mời thu một video ca nhạc. Và trong quá trình làm việc chung, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Dù Tô Chấn Phong kém Khánh Hà 13 tuổi, nhưng phải mất đến 5 năm sống thử, Tô Chấn Phong mới nhận được cái gật đầu của nữ danh ca và cặp đôi chính thức kết hôn. Trong một chương trình, nữ danh ca từng chia sẻ, Tô Chấn Phong là người quán xuyến, giữ tài chính và chăm lo cho các con. Mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, nữ danh ca góp ý nhẹ nhàng và Tô Chấn Phong dần thay đổi. Phong thường không nói ra, nhưng anh ấy hiểu, làm gì sai trái lời tôi thì Phong sẽ sửa, từ từ và làm theo điều tôi muốn. Nhưng mình nói đúng thì Phong mới làm theo, chứ không phải nghe bừa bãi, danh ca Khánh Hà chia sẻ. Hiện tại sau 33 năm gắn bó, cặp đôi vẫn hạnh phúc. Năm ngoái, họ cùng trở về Việt Nam và có chung một đêm nhạc ấn tượng. Ở tuổi 72, danh ca Khánh Hà vẫn rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Nữ danh ca chia sẻ, mỗi sáng hai vợ chồng đều cùng nhau dậy tập thể dục. Chị lựa chọn chạy bộ, tập gym để săn chắc lưng thẳng và cả hai vẫn giữ lửa tình yêu bằng những nụ hôn hàng ngày. Đấy là điều mà ngay cả các cặp đôi trẻ đang yêu nhau cũng phải ngưỡng mộ và học hỏi.